ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يطلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

tài sản của cải vật chất là những thứ làm nên sự cao quý mang lại niềm dinh dự họ nghĩ rằng người nào càng có nhiều tiền của thì người đó càng dinh dự và càng cao quý đáng được tôn vinh còn người nào càng ít tiền của thì người đó càng thấp hèn đáng bị khinh rẻ allah đấng thông toàn khẳng định suy nghĩ này hay quan niệm này của con người qua lời phán của ngài فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ thử thách y bằng cách ban cho y vinh quang và ân huệ tức từ tiền tài bổng lộc thì y kiêu hãnh nói thượng đế của tôi đã ban cho tôi vinh dự nhưng khi ngài thử thách y bằng cách thu hẹp bổng lộc thì y hờn trách bảo thượng đế của tôi đã hạ nhục tôi chương 89 al fajr câu 15 16 Allah subhanahu wa ta'ala phán những lời trong hai câu kinh chúng ta vừa nghe. Không phải là vì đồng tình với quan niệm hay suy nghĩ đó của con người mà Ngài muốn bác bỏ nó. Ngài muốn cho biết suy nghĩ đó hay quan niệm đó của con người là sai, là hoàn toàn không đúng, Ngài muốn khẳng định việc người bề tôi nào được Ngài ban cho nhiều bổng lộc và ân huệ không có nghĩa là Ngài đã ban cho y vinh dự mà thực ra Ngài đang thử thách y với những bổng lộc và ân huệ đó như Ngài đã phán. À Ayahsabuna anna ma numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun. Phải chăng chúng nghĩ rằng việc ta gia tăng tiền của và con cái thêm cho chúng là ta đang thúc đẩy điều tốt đẹp đến với chúng hay chăng? Không đâu. Thật ra chúng không nhận thấy sự thật mà thôi. Chương 23 Al-Mu'minun, câu 55-56 Tương tự, việc người bề tôi nào mà Allah đã thu hẹp bóng lọc đối với y không có nghĩa là Ngài đang dẫn y đến điều tồi tệ và đang hạ nhục y. Sự việc thực sự không như con người suy nghĩ và quan niệm. Quả thật, Allah subhanahu wa ta'ala muốn ban bổng lộc và tiền của cho ai Ngài muốn. Ngài ban cho những ai Ngài yêu thương và cả những kẻ Ngài không yêu thương. Ngài ban bổng lộc và sự giàu có những ân huệ cho những ai có đức tin nơi Ngài và cả những kẻ vô đức tin. Ngài ban bổng lộc cho những ai tuân lệnh Ngài và cả những kẻ bất tuân Ngài. Ngài ban cho những ai ngoan đạo luôn tìm cách làm Ngài hài lòng và cả những kẻ tội lỗi luôn làm Ngài phẫn nộ. Bởi lẽ bởi lẽ như thế là vì Ngài là đấng Ar-Rahman, đấng rất mực độ lượng. Tương tự, Allah muốn cấm và thu hẹp bỏng lọc đối với bất kỳ ai Ngài muốn. Ngài có thể thu hẹp bỏng lọc ngay cả đối với những người bề tôi có đức tin và hết lòng phụng sự Ngài, hết lòng phụng mệnh Ngài. Tất cả đều là ở quyền của Ngài và tất cả đều nằm trong sự thử thách của Ngài. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ và các ngươi hãy biết rằng tài sản và con cái của các ngươi chỉ là một fitnah, tức là sự thử thách. Và ở nơi Allah có một phần thưởng vô cùng to lớn chương 8 anh Nahl câu 28. Những người Muslim, những người có đức tin ngoan đạo, khi nhìn thấy những kẻ vô đức tin cũng như những kẻ làm điều tội lỗi, những kẻ nghịch lại với mệnh lệnh của Allah, được Allah ban cho nhiều tiền của và bóng lọc hơn, thì cũng chớ cảm thấy chạnh lòng cũng chớ đừng buồn phiền và nghĩ rằng đáng lẽ ra mình phải được nhiều tiền của và bỏng lọc hơn những người đó. Allah subhanahu wa ta'ala nhắc nhở thiên sứ của Ngài Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vì thiên sứ của Islam, đồng thời cũng là lời nhắc nhở chung đến toàn thể những người có đức tin nơi Ngài với lời phán فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ bởi thế người Muhammad chớ để tài sản và con cái của chúng tức những kẻ vô đức tin làm ngươi trầm trồ. Inna ma yuridu Allahu li <laughs> yu'adhdhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaq anfusuhum wa hum kafirun. Thật ra Allah chỉ muốn trừng phạt chúng trên thế gian này với những thứ đó, với những tài sản con cái đó mà thôi và ngài chỉ muốn linh hồn của chúng mãi chìm trong tình trạng vô đức tin như vậy chương 9 at tô câu 55 người có đức tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala nơi cõi đời sau cần phải biết rằng sự thử thách dành cho con người trên cõi trần này không chỉ ở việc bị thu hẹp bỏng lọc bị an bài phải chịu cảnh nghèo khó và khổ cực mà sự thử thách còn ở việc được ban cho nhiều tiền của và bỗng lọc ở việc được ban cho những thứ những điều bản thân yêu thích thậm chí sự thử thách ở việc được nhiều tiền của và bỗng lọc còn nghiêm trọng và nặng nề hơn sự thử thách ở việc bị thu hẹp và hạn chế bỗng lọc thiên sứ của Los Allah Sallallahu Alayhi Selam đã lo sợ cho cộng đồng tín đồ của người sau này. Tuy nhiên, người không lo sợ cho họ gặp phải hoàn cảnh nghèo khó, mà người lo sợ cho họ được ban cho sự giàu có và nhiều bóng lọc, nhiều tiền của. Ông Abu Sa'id al-Khudri r.a. thuộc lại rằng, Thiên sứ của Allah s.a.w. nói, inni mimma akhafu alaykum min ba'di ma yuftahu alaykum min zahratid dunya wa zinatiha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói quá thực điều mà ta lo sợ cho các ngươi ở thời sau ta là việc các ngươi được mở cho cánh cửa hào nhoáng của thế gian Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại Tại sao thiên sứ của Allah tại sao thiên sứ của islam lại lo sợ cho cộng đồng tín đồ của người được nhiều tiền của được giàu có và được nhiều bóng lọc chẳng lẽ sự giàu có nhiều tiền của và bóng lọc không tốt hơn sao từ góc độ của cuộc sống trần tục sự giàu có nhiều tiền của và nhiều bóng lọc không phải là điều xấu tuy nhiên thiên sứ của allah sallallahu alaihi wasallam chỉ lo sợ cộng đồng tín đồ của người không vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền và của cải vật chất bởi lẽ bản chất của loài người bản chất của con người là yêu tiền bạc vô cùng thực tế cho thấy trong số những thèm muốn và đam mê của loài người dù chính đáng hay không chính đáng sự mê tham tiền bạc đứng hàng đầu khác với thèm muốn về tình dục hay thực phẩm tật tham tiền có thể dài dẳng cho đến chết. Tuổi già dường như không làm cho con người bỏ tật này. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, tuổi đời chồng chất thực ra lại khiến một người quan tâm hoặc lo lắng nhiều hơn đến tiền bạc và những gì tiền có thể mua được. Ông Allah khẳng định bản chất mê tham tiền bạc của con người qua lời phán của Ngài. الْمَا và các ngươi hỡi con người yêu tiền bạc của cải một cách mê muội chương 89 alpha giật câu 20 Bản chất mê tham tiền bạc của loài người có thể khiến một người có đức tin mê muội tức con người có thể vì tiền bạc và của cải của cõi trần tạm bợ này mà đánh mất đi đức tin iman. Không còn sáng suốt để dẫn bước trên con đường trở về ngôi nhà vĩnh cửu đang đợi phía trước. Đây là lý do đây là lý do tại sao thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã nhắc nhở các vị bạn đạo của người với lời La dunya Các ngươi chớ quá khao khát tài sản để rồi các ngươi chỉ biết yêu thích và mong muốn cuộc sống cõi trần tục này. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, đành rằng tiền bạc có rất nhiều tác dụng trong việc mang lại những dinh dự nhất định. Tiền có thể mua, tiền có thể được dùng mua nhà đẹp Y phục thanh lịch và quý phái và những đồ trang trí sang trọng, tiền còn có thể mua sự nịnh hót, sự khúm núm, sự tân bốc, thậm chí có thể tạo nên một vài tình bạn nhất thời và niềm nở nhưng chúng ta hãy biết rằng tiền bạc chỉ có tác dụng đến thế là cùng bởi lẽ điều mà chúng ta cần nhất thì tiền bạc lại không thể mua được chúng ta cần lòng yêu mến của một người bạn chân thật nhưng tiền không thể mua được chúng ta cần sự bình an tâm trí nhưng tiền không mua được chúng ta cần sự thư thả trong lòng nhưng tiền cũng không mua được và đặc biệt chúng ta cần nhất lòng thương xót và sự tha thứ của Allah nhưng tiền bạc không thể mua được những gì ở nơi Ngài. Vì vậy, đừng để tiền bạc sai khiến và điều khiển chúng ta mà chúng ta hãy để bản thân mình là những người chủ điều khiển và kiểm soát nó. Chúng ta phải bắt đồng tiền phục vụ cho chúng ta và theo ý của chúng ta. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nhắn nhủ chúng ta với lời: Ta Isa abud-dinar wad-dirham wal-qatifa wal-khamisa in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Khốn khổ thay cho người làm nô lệ đồng tiền vàng và bạc và quần áo. Nếu được ban cho thì hài lòng, còn nếu không được ban cho thì không hài lòng. Hadith do Bukhari ghi lại. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, tiền bạc, Tài sản bỗng lọc của cái vật chất không mang lại hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta phải biết rằng tiền bạc tài sản bỗng lọc của cái vật chất thực sự không mang lại hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi vì sao? Bởi vì hạnh phúc vĩnh cửu không tồn tại không hề có trên cõi trần này, trên cõi đường gia này, mà hạnh phúc vĩnh cửu chỉ tồn tại ở một nơi duy nhất, đó là ở cõi đời sau, nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Thiên đàng của Allah là nơi của hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng tiền bạc không thể nào mua được. Ngược lại, tiền bạc có thể đưa một người bề tôi đi xa hơn khỏi thiên đàng. Như đã nói và như đã biết, tiền bạc và sự giàu có không phải là điều xấu. Tiền bạc và sự giàu có thực sự có thể đưa một người đến gần Allah nếu như người đó biết ơn Ngài và chi dùng tiền bạc, sự giàu sự giàu có đó của mình trên con đường chính nghĩa của Ngài, trên con đường làm Ngài hài lòng. Tuy nhiên, trước sự cám dỗ của đồng tiền trước sự cám dỗ của vật chất của thế gian này cũng như lòng mê tham tiền bạc của con người thì người Muslim cần lưu ý rằng tiền bạc, bỏng lọc, sự giàu có cũng như sự phú quý trên thế gian không phải là phương tiện dễ dàng dẫn y đến gần Allah subhanahu wa ta'ala. Người Muslim phải hiểu và ghi nhớ rằng sự hạn hẹp tiền bạc và bỏng lọc nhiều khi lại là phương tiện tốt cho y đến gần Allah. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời di quấn của Thiên Sứ mà, mà Sallallahu Alaihi Wasallam để thấy rõ về điều này. Nabi nói, Thiên Sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói, yadkhulul yadkhulul jannata qabla al amin những người nghèo sẽ đi vào thiên đàng trước những người nghèo sẽ vào thiên đàng trước những người giàu 500 ngàn, 500 năm. Subhanallah. Hadith giao tiếp mình ghi lại. Và trong một hadith khác thì bị nói اطلعتو في الجنة فرأيتو أكثر أهلها الفقر Thiên đàng được trưng bày cho ta. Ta thấy đa số cư dân nơi đó là những người nghèo. Hadith giao bục khô đi ghi lại. Và trong một hadith khác nữa Nabi nói Thiên sứ của chúng ta nói Cung tu ala ba jannah Fa kana amata man dakhalaha al masakin Wa ashabul jaddi Mahbusun. Ta đứng tại cổng giàu của thiên đàng. Ta thấy hầu hết những người đi vào trong đó đều là những người nghèo, còn những người bị chặn lại là những người giàu có. Hadith Bukhari và Muslim ghi lại. Quý đồng đạo Muslim thường hữu, nếu ai đó trong chúng ta được Allah ban cho nhiều ân huệ từ tiền tài bóng lọc thì chớ đừng coi đó là niềm tự hào chớ đừng coi đó là những thứ làm bản thân quá kiêu hãnh làm sao mà người có đức tin có thể cảm thấy tự hào cảm thấy vinh dự và kiêu hãnh khi mà thế giới trần gian này khi mà cõi đun gia này chỉ là một thứ rẻ mạt và đáng khinh đối với Allah subhanahu wa ta'ala Ông Jabir radiyallahu anhu thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, đi ngang qua một khu chợ và các vị xóa thì đi hai bên. Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam, nhìn thấy một con cừu gầy gò với cái đôi tai nhỏ và đã chết bên đường. Người nắm lấy tai của nó và kéo sát của nó lên và nói Ai trong các ngươi người nói với các vị xóa ai trong các ngươi muốn mua sát con cừu này với giá một đồng bạc. Các vị anh anhum, nói, chúng tôi không muốn bởi nó chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng tôi cả. Nếu mua nó, chúng tôi sẽ làm gì với nó đây? Thiên sứ của Allah Sallam nói, vậy các ngươi có muốn sở hữu được nó hay không? Họ nói, thề bởi Allah, nếu nó còn sống thì nó khiếm khuyết, bởi vì nó gầy còi và tai thì lại nhỏ. Giờ nó đã chết đi thì nó càng trở nên vô giá trị. Thiên sứ của Allah Sallam lúc đó khẳng định với các vị xoa bá với lời nói rằng fa wallahi la dunya ahwanu ala allah min hadha alaykum thề bởi Allah cõi trần gian đối với Allah còn thấp hèn hơn cả xác con cừu này đối với các người nữa quá rẻ mạt hadith do muslim ghi lại thiên sứ của Allah sallallahu alaihi nói trong các hadith mà chúng ta vừa nghe à, thiên sứ của Salam à, đã nói trong các hadith khác nữa Nabi nói người nói Wallahi mat dunya fil akhirah illa mithlu ma ja'al ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarja Thề bởi Allah thế giới trần gian so với thế giới cõi đời sau chỉ giống như những gì còn động lại trên ngón tay của ai đó trong các ngươi khi nhúng xuống biển rồi lấy lên mà thôi và Nabi nói trong một hadith khác: inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman." muta'alliman. Nabi Muhammad sallallahu nói: "Quả thực thế giới trần gian là nơi bị nguyền rủa. Những gì trong đó cũng bị nguyền rủa trừ sự tụng niệm của Allah." trừ sự tôn niệm Allah những gì liên kết giữa Allah và người truyền dạy và người học hỏi. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam đã khẳng định rằng thế giới trần gian này là một nơi bị Allah nguyền rủa. Vì tại sao những người có đức tin lại tự hào lại kiêu hãnh khi chúng ta đạt được những gì trong cõi bị nguyền rủa này? Và trong một hadith khác, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói người nói vào ngày phục sinh một người giàu sang phú quý có sự hưởng thụ cao cấp nhất trên thế gian thuộc dân cư nơi quả ngục được dẫn ra y bị nhúng vào quả ngục rồi lấy ra sau đó y được hỏi nay đứa con của adam ngươi có bao giờ được hưởng điều tốt lành chưa đã từng có một sự hưởng thụ nào đi qua cuộc đời của ngươi chưa y nói không chưa từng có thưa thượng đế của bề tôi và một người đau khổ và bất hạnh nhất trên thế gian thuộc cư dân nơi thiên đàng được dẫn vào ngày phục được dẫn ra vào ngày phục sinh, y được nhúng vào thiên đàng rồi lấy ra. Sau đó y được hỏi: "Này đứa con của Adam, ngươi có bao giờ từng chịu đau khổ và bất hạnh? Đã từng có sự đau khổ và bất hạnh nào đi qua cuộc đời của ngươi chưa?" Y nói: "Không không, chưa, thưa thượng đế chưa, chưa chưa từng có nỗi đau nào khổ hết, chưa từng có nỗi đau khổ nào hết, chưa từng phải chịu nỗi bất hạnh nào cả, thưa thương đế của bề tôi. Thì các hadith, các hadith mà chúng ta vừa nghe, muốn nhắc nhở những người tín đồ Muslim chúng ta rằng một người thực sự khôn ngoan và sáng suốt là người sẽ không quá bận tâm đến cuộc sống thế gian và cũng không quá vui mừng về những thành tựu quý hoàng đạt được nơi cõi trần tục mà y sẽ luôn quan tâm đến những gì có lợi cho cuộc sống đời sau và y chỉ vui mừng với những gì đã đạt được cho cuộc sống cõi đời sau mà thôi. Bởi lẽ y nhận thức được rằng, y luôn biết rằng cuộc sống đời sau mới là tốt đẹp, mới là vĩnh cửu, mới là cái mà y cần phải cố gắng, phải nỗ lực, phải quan tâm hết sức mình. Phải chăng các ngươi hài lòng với đời sống trần tục này hơn cuộc sống đời sau ư? فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Quả thực, quả thực sự hưởng lạc ở cõi đời sống trần gian này chỉ là ít ỏi so với cuộc sống cõi đời sau. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا Hãy đưa ra hình ảnh thí dụ cho họ về đời sống trần tục Để họ chiêm nghiệm rằng nó giống như hình ảnh của nước mưa Mà ta ban từ trên trời xuống Nó hòa vào đất làm mọc ra cây cỏ xanh tươi Nhưng rồi cây cỏ dần dần héo khô thành những cọng rạ Để gió thổi bay đi khắp nơi Quả thật Allah là đứng định đoạt trên mọi thứ Của cải và con cái là những thứ trang hoàng của đời sống trần tục này Rồi sẽ sớm mất đi Và chỉ những việc làm ngoan đạo và thiện tốt mới còn mãi chỉ có những việc làm ngoan đạo và thiện tốt mới được hưởng phần thưởng tốt đẹp nhất ở nơi allah và mới là niềm hy vọng tốt đẹp nhất إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Quả thực những kẻ vô đức tin tài sản và con cái của chúng sẽ không bao giờ giúp ích được cho chúng bất bất cứ điều gì ở nơi Allah và chúng sẽ là chất đốt của quả ngục. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقر 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 تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون tài sản và con cái của các người không phải là những thứ đưa các ngươi đến gần ta mà chính những người có đức tin và làm việc thiện tốt mới là những người ở gần ta những người đó mới là những người được ban thưởng gấp bội theo những gì mà họ đã làm và họ sẽ được an toàn trong những ngôi nhà trên cao đó là những câu kinh mà lo subhanahu wa ta đã phán nhắc nhở những người bề tôi có đức tin của ngài rằng tiền bạc không phải là thước đo giá trị ở nơi ngài mà cái giá trị nhất ở ngài đó là lòng tất qua là lòng kính sợ và sự ngoan đạo của họ đối với ngài Cuối lời cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng tấm lòng và suy nghĩ của những người bề tôi có đức tin nơi Ngài. Xin Ngài phù hộ những người giàu có trong số họ tránh xa khỏi những uh, tránh xa khỏi sự mê tham tiền bạc quá mức mà quên đi những điều tốt đẹp ở nơi Ngài. Và xin Ngài phù hộ cho những người nghèo hèn trong số họ biết kiên nhẫn chấp nhận sự an bài của Ngài. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tập hợp